Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Thời sự quốc tế được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ukraine thiệt hại nặng sau đòn không kích lớn của Nga. Ukraine nói Nga tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình UAV tự sát nhằm vào 15 khu vực, bao gồm cả thủ đô Kiev ngày 26 tháng 8, hứng chịu loạt đòn tập kích khiến không quân Ukraine phải phát lệnh báo động toàn quốc. 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã cất cánh và phóng hàng loạt tên lửa hành trình vào lãnh thổ Ukraine. Theo Reuters, 15 khu vực đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga vào ngày xung đột thứ 915, Thủ tướng Ukraine Denis Smihan cho biết sáng nay, ngày 26 tháng 8. Ông Denis Smihan nói thêm rằng có thương vong và cơ sở hạ tầng năng lượng Kiev bị ảnh hưởng nặng nề, phải cắt điện khẩn cấp để ổn định hệ thống. Cuộc không kích đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước ở một số khu vực tại thủ đô Kiev. Sau khi những tiếng nổ lớn vang lên, Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết trên mạng xã hội Telegram, giới chức Ukraine nói rằng nhiều vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Odessa, Zaporizhia và Kharkov. Chính quyền thành phố Lut, Tây Bắc Ukraine thông báo một khu chung cư đã bị hư hại trong cuộc tập kích và đang xác minh thông tin. Theo chính quyền tỉnh Lviv ở miền Tây Ukraine, các cơ sở hạ tầng năng lượng tại địa phương đã hứng đòn, dẫn đến tình trạng mất điện một phần ở thủ phủ Lviv và khu vực lân cận. Giới chức tỉnh Poltava ở miền trung Ukraine cũng nói rằng cuộc tấn công của Nga đã nhằm vào hạ tầng công nghiệp tại đây. Công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK xác nhận một số khu vực của Ukraine đã mất điện sau đòn tập kích quy mô lớn từ phía Nga. Công ty điện lực quốc gia Ukraine Ukrenergo cũng đã ban hành lệnh cắt điện khẩn cấp ở nhiều nơi. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Glushchenko đã gọi tình hình hiện tại là thách thức. Theo Ukrinform, đối phương lại gây ra nỗi kinh hoàng tên lửa nhằm vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Ngành năng lượng đang bị tấn công bởi đối phương không từ bỏ kế hoạch khiến người dân Ukraine chìm trong bóng tối, Bộ trưởng Glushchenko viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Quân đội Nga sau đó xác nhận đã tiến hành đợt không kích, đồng thời khẳng định đã đánh trúng mọi mục tiêu được lên kế hoạch, theo đài RT. Trong bối cảnh bị tập kích dữ dội, nhiều quan chức Ukraine như Thủ tướng Denis Smihan hay Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba cùng lên tiếng kêu gọi đồng minh phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Mykhailo Podolyad, cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine, kêu gọi thêm hệ thống chống tên lửa cho Ukraine và hoàn thiện các lệnh trừng phạt để Nga không thể sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình. Nga phá hủy 9 UAV Ukraine ở khu vực Saratov. Thống đốc vùng Saratov của Nga Roman Basugin cho biết UAV của Ukraine đã tấn công vào đây ngày 26 tháng 8, khiến nhà cửa hư hại và các chuyến bay trong khu vực bị hạn chế cất cánh. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 9 UAV trên khu vực Saratov, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 900 km. Theo thống đốc Basugin, lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới các địa điểm bị ảnh hưởng ở Saratov và Engel, khi hai khu vực quan trọng cách thủ đô Moscow vài trăm km về phía đông nam, Nga có một căn cứ quân sự ném bom chiến lược ở Angen. Đoạn video do kênh tin tức Short của Nga đăng tải trên kênh Telegram cho thấy một tòa nhà dân cư cao tầng ở Saratov bị hư hại mặt bên và một số cửa sổ bị thổi bay. Tại Angen, tầng trên của một tòa nhà dân cư bị hư hại. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã mở cuộc không kích bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô nước này trong đêm 25 tháng 8. Hãng Reuters dẫn lời quân đội Ukraine cho biết toàn bộ Ukraine được cảnh báo về các cuộc không kích mới giờ cao điểm sáng ngày 26 tháng 8 sau một số đợt tấn công bằng UAV trong đêm. Theo không quân Ukraine, tên lửa và UAV được sử dụng trong đợt không kích này, tuy nhiên chưa có báo cáo về vụ nổ nào. Nga đã mở hai đợt tấn công bằng UAV vào sáng ngày 26 tháng 8. Thông tin ban đầu cho thấy không có thiệt hại hoặc thương vong, quân đội Ukraine tuyên bố. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev Sergei Popko nói rằng có tới 10 chiếc UAV đã bị phá hủy khi chúng tiếp cận thành phố trong khu vực xung quanh thủ đô của Ukraine. Các nhân chứng của Reuters nghe thấy một số vụ nổ trước đó, dường như là hệ thống phòng không đang đẩy lùi một cuộc không kích, phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine mất 2/3 số xe tăng xịn do Mỹ cung cấp. Theo tạp chí Military Watch, Ukraine đã mất 2/3 số xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1 do Mỹ cung cấp chỉ trong vòng nửa năm.
Theo ước tính hôm 22 tháng 8, gần 20 trong số 31 xe tăng do Washington cung cấp cho Kiev đã bị lực lượng Nga phá hủy. Tạp chí Military Watch cho biết chiếc Abrams mới nhất đã bị nổ tung ở vùng Kursk của Nga, dựa theo các video trên kênh Telegram. Đây dường như là xe tăng Mỹ đầu tiên mà Ukraine mất trong cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Chiếc xe tăng Abrams M1 này đã được nâng cấp lớp giáp phản ứng nổ đáng kể. Ukraine đã thực hiện các bước này để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng của Mỹ, đặc biệt là sau khi chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh đầu tiên với lực lượng Nga vào tháng 2 và tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, xe tăng Abrams vẫn không thể chịu được một quả đạn từ hệ thống tên lửa chống tăng cầm tay, có thể là Kornet. Theo Military Watch, quân đội Ukraine trước đây phàn nàn với truyền thông phương Tây về các vấn đề kỹ thuật của chiếc M1. Abrams, Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh và xe tăng T-80 thời Liên Xô là những loại xe tăng khan hiếm nhất trong biên chế của Ukraine. Military Watch cũng chỉ ra rằng, trong khi Kiev mong chờ được thay thế cho những chiếc Leopard bị phá hủy từ các quốc gia EU, thì có rất ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục giao xe tăng Abrams. Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 24 tháng 8, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực Kursk, Ukraine đã thiệt hại hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 71 xe tăng. Ukraine phá tung kho đạn, Nga bẻ gãy tấn công vào Kursk. Ukraine ngày 24 tháng 8 cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công vào kho đạn dược của Nga ở vùng Voronezh. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine DIU tuyên bố ngày 24 tháng 8, các binh sĩ của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tấn công thành công một kho đạn dã chiến nằm gần Ostrogoz, vùng Voronezh của Nga. Trong khi đó, thống đốc vùng Voronezh Alexander Guse cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một số máy bay không người lái. Các mảnh vỡ rơi xuống gây ra hỏa hoạn và kích nổ các vật thể nổ tại một địa điểm không xác định. Ông Guse nói thêm rằng có 2 người bị thương và 200 người được sơ tán khỏi nhà. Tạp chí New World dẫn một số thông tin có hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hậu quả dữ dội của vụ việc. Thị trấn Ostrogoz ở vùng Voronezh của Nga đã bị nhiều máy bay không người lái tấn công. Tài khoản World is Translate trên X, trước đây là Twitter, đăng vào ngày 24 tháng 8. Một số đoạn video cho thấy có hỏa hoạn tại địa điểm cách Moscow hơn 640 km về phía nam. Bài đăng cho biết thêm, ảnh hưởng lớn vì các vụ nổ và hỏa hoạn ở Ostrogoz không ngừng kể từ sáng sớm. Một tài khoản khác trên X cũng viết, máy bay không người lái của Ukraine đã lượn qua kho vũ khí ở vùng Voronezh của Nga vào đêm qua. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune trong cuộc tấn công được cho là đã gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp. Tuy nhiên, tạp chí Newsweek vẫn chưa thể nào xác định phía Ukraine đã sử dụng loại đạn dược tấn công nào. Khi Newsweek liên hệ, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời, chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga. Newsweek cho biết, tạp chí này cũng đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga, vùng Voronezh, giáp danh với vùng Luhansk của Ukraine, là nơi có các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược do Moscow sử dụng. Trước đây từng là mục tiêu của Kiev. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga tiếp tục triển khai các hoạt động trinh sát và tìm kiếm, hạ gục các đơn vị của Ukraine tại vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 8 nêu rõ, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc đã ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương theo hướng Boki, Spanoi, Chekaskoy, Porechenoy và Malaya Lonia. Các nỗ lực tấn công theo hướng Komaroka và Korenoy cũng bị phá vỡ. Khoảng 3.200 người được sơ tán khỏi các quận biên giới của Kursk trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin quốc tế mới nhất để phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!